Thư viện sách online đầu tiên tại Việt Nam theo đuổi trường phái ứng dụng thực tế để giải quyết các vấn đề trong công việc kinh doanh của bạn. Truy cập ngay atpbook.vn. Bức tranh lương thưởng 2018. Những doanh nghiệp tương tự của Sharklink có mức thưởng cao nhất, hơn 1/4 tổng quỹ lương trong năm. Các công ty quản lý quỹ đã làm ăn rất tốt trong năm 2017-2018, nên họ có mức thưởng cao nhất cũng là điều dễ hiểu. Tuy nhiên, lương thưởng chỉ đơn thuần là mồi câu. Sự chuyên nghiệp và cấu trúc hợp lý, công bằng mới chính là cần câu, không những trong việc thu hút nhân tài mà còn là việc thu hút nhà đầu tư, đại diện Talentnet cho biết. Theo kết quả khảo sát lương năm 2018 được thực hiện bởi Talentnet Mess, do đặc thù của các ngành, các công ty trong lĩnh vực tài chính có tỷ lệ thưởng cao nhất trong năm qua. Tỷ lệ thưởng dao động từ 21 đến 25,2% tổng quỹ lương trong năm. Trong đó, những đơn vị thuộc khối dịch vụ tài chính phi ngân hàng có tỷ lệ thưởng cao nhất lên tới con số 25,2%. Khối dịch vụ tài chính phi ngân hàng gồm hai nhóm chủ yếu là quản lý quỹ và công ty cho vay tiêu dùng. Bạn theo dõi chương trình Shark Tank Việt Nam thường vụ bạc tỷ thì công ty của Sharklink Vina Capital chính là một dạng công ty quản lý quỹ. Các công ty quản lý quỹ đã kinh doanh rất tốt trong năm 2017 và 2018 nên mức lương thưởng tương đối cao. Các công ty cho vay tiêu dùng cũng như vậy. Hiện tại thị trường cho vay tiêu dùng ở Việt Nam đang là rất tiềm năng. Các nhóm thưởng cao tiếp theo là khối ngân hàng và bảo hiểm với mức thưởng trung bình lần lượt là 22,2% và 21% tổng quỹ lương trong năm. Ngược lại, các doanh nghiệp bán lẻ, dịch vụ vận tải hậu cần và giáo dục có mức thưởng thấp nhất lần lượt là 13,6%, 13,2% và 9% tổng quỹ lương trong năm. Xét về lương, kết quả khảo sát cho thấy tỷ lệ tăng lương năm 2018 là 8,6% khối công ty nước ngoài và 9% khối các công ty Việt Nam, chênh lệch không đáng kể so với năm ngoái. Tỷ lệ tăng lương này vẫn cao hơn tỷ lệ lạm phát và tình hình tăng trưởng GDP của nước ta trong năm nay. Với kết quả kinh doanh khả quan của năm 2018, các ngành trong lĩnh vực công nghệ cao, dược phẩm và hóa chất có tỷ lệ tăng lương cao nhất so với các ngành khác và ở mức lần lượt là 9,7%, 9,1% và 9% tổng quỹ lương. Ngược lại, do tình hình kinh doanh khó khăn, ngành dầu khí tăng lương thấp nhất trong năm 2018. Năm 2018, trong nhóm các công ty nước ngoài thì ba công việc khó thu hút và giữ chân nhân tài nhất đó là nhóm nghề bán hàng, cả cấp quản lý và chuyên viên và nhóm nghề kỹ sư cấp chuyên viên. Sự tiếp tục có mặt của nhóm nghề kỹ sư đã và đang dần thể hiện sự tập trung phát triển vào những ngành kỹ thuật và có chuyên môn sâu. Trong ngành công nghệ cao, các vị trí kỹ sư, đặc biệt là kỹ sư phát triển phần mềm, là công việc được các công ty cần nhiều nguồn nhân lực và sẵn sàng đề nghị mức lương hấp dẫn để tuyển dụng. Bà Hoa Nguyễn, giám đốc cấp cao dịch vụ khảo sát lương và tư vấn nhân sự công ty Talentnet cho biết, năm nay có gần 40% các doanh nghiệp Việt Nam mới tham gia vào khảo sát lương của 2018. Điều này thể hiện sự quyết tâm cao của các doanh nghiệp Việt Nam trong việc xây dựng một doanh nghiệp chuyên nghiệp hơn, có những chiến lược bài bản trong công việc thu hút và giữ chân nhân tài, đủ sức cạnh tranh với các tập đoàn đa quốc gia khác. Các doanh nghiệp dần hiểu được rằng lương thưởng chỉ đơn thuần là mồi câu, nhưng chuyên nghiệp và cấu trúc hợp lý, công bằng chính là cần câu không những trong việc thu hút nhân tài mà còn là việc thu hút nhà đầu tư. Khảo sát được thực hiện trên 602 doanh nghiệp từ 16 ngành nghề khác nhau, công nghệ, hàng tiêu dùng, dược phẩm, hóa chất và sản xuất cùng nhiều ngành nghề khác với dữ liệu của hơn 314.000 nhân viên trên khắp Việt Nam. Từ Bảo Bảo theo Trí Thức Trẻ, Động Đáo TV tổng hợp và đưa tin. Hãy để lại ý kiến của mình bằng cách để lại comment ở phía dưới và subscribe cho kênh để theo dõi những video thú vị tiếp theo. Quảng cáo tiếp cận hàng triệu khách hàng mục tiêu tại Động Đáo TV. Liên hệ ngay Đinh Nghĩa Studio@gmail.com, số điện thoại 0964002593.